còn đến đây rồi con, đến đây rồi xem Vinh nó đổ lại đoạn đường ra. Có đường dây ở đấy để mới chát vào chứ. Tôi lắp mẹ những cửa kính. Kính làm sao mà khóa được? Làm như là một cây thôi. Ờ. Đây là cái cùng chắn ở ngoài kìa. Là mua thoáng là hợp lý rồi. Ôi dồi ôi, bố đi học về mà ăn những gấu kìa. Ôi dồi ôi, đúng thế. Cày nốt đi. Hết hàng trên đi. Bên kia đi. Là mai đào cái móng nhà bên kia à? Đây. Cái này cứ lấy ra đi. Hôm nào thằng Nha nó xuống thì nó phát gọi từ trên, nó gọi xuống, nó lắp cái trên nó gọi xuống thì mới đặt được. Cứ đặt mà không gọi là nó không thẳng nhau đâu, không kéo vừa cửa đâu. Nhưng mà cứ phải mua đường dây để đây. Thứ nào mua xuống nó lắp cái cửa ngoài này nó có gọi, nó không đặt xuống là được. Chẳng không qua gì xì. Công trình của anh Vinh sẽ đội cái đào lên chắc phá cũng khổ lắm. Mày nó thì chết rồi, chết rồi. Quá nhiều người để tôi còn. Ít ơi. Ít mặt bắt đầu dưới nẻ luôn rồi. Dưới nẻ đấy nó bị xíu. Nhưng mà khi mặt xuống đây vừa nói cho thế. Thế là nó anh đỏ như vậy đây. Thế là vết gì kìa. À, đá mặt nó trắng này. Chưa về, chưa đến lớp cô giáo. Đang ôm cô giáo đang giải thích rồi. Cô giáo bảo là chủ này là mặt xuống. Mặt nó trắng này chỉ cần tết vết thôi. Thế cô giáo bảo trắng hay trắng quá cơ. Và cái đầu lộ lộ. Lộ ra vết xước là lộ đo ở nhà. Cũng rất là cơ mặt xa. Bây giờ cái bọc cái này là hôm nay là lần thứ hai anh nhỉ, chưa phải lần thứ ba đâu. Đấy, thứ ba mà tôm vớt đây chứ nhỉ. Nhưng mà sáng chứ không ngủ gà chứ. Không, gà là sao, thợ này là sao được ăn gà. Ui, thế thì nào rồi. Phải là mổ gà. Ôi giời, kẹp này. Đâu, mang ra đây, rửa đi. Rửa một chút đây. Rửa bên này lên ấy à? Tiêm đi à? Tiêm đi. Có tiêm không? Không. Tao không tiêm không? Tao tiêm rồi. Hôi sốt à?
Thôi thôi em ơi, nghỉ nghỉ đi, không rồi thì trông ở Bảo Nam đi. Nghỉ trông Bảo Nam thôi. Vừa bảo nó lắp đi. Đây ra tàng ta bảo là ông kia mở cho máy xúc ở đây cho vào đây, ông ở nhà cháu nhiều trẻ con, nó bây giờ nó cái hố nó sâu như thế, một toàn đinh. Con hố chỉ ra thì bảo. Thế là ông ấy ra, ông ấy cho con cành cành kia ra để nâng vào. Ra lại nâng lên. Chiều cao là đủ rồi đúng không? Đo lại thế nào? Đủ. Ngay rồi bắn cái tay ở ra bên ngoài. Các bạn xem video này.